À, tại vì hồi nhỏ thì nhà mình trong cái môi trường nó ở hơi bị phức tạp. Với lại bố mẹ mình ly dị nữa. Tới cái tuổi bắt đầu lên cái tuổi thiếu niên nữa, phát triển tí thì mình bắt đầu mình tụ tập bạn bè, mình nghịch rất là nhiều. Mình nghĩ trong lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu á, mình thù hận gia đình. Chú đi lúc Hiệu con 13 tuổi, chú có gia đình riêng, thì con mình cô thôi. Nói chung là không có định liệu gì vợ con hết á. Hồi học cấp 3 đó, thấy mọi người đi xe máy á, thì mình xin mẹ tiền để mua xe máy mà mẹ không cho. Không cho nên mình giận, mình đi bụi đời. Xong là Hiệu bò trộn cô đi vô Sài Gòn này luôn. Trốn cô vậy cô có giận Hiệu không? Buồn lắm chứ, cô buồn lắm, cô năn nỉ, cô khóc. Cái lúc mà mình về thì mẹ khóc quá trời. Lúc đó mình cũng hơi hơi thay đổi. Từ đó mình thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Ồ, đẹp quá. Chào đi Lan, chào đi, chào đi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Cốc cốc cốc, cộc cộc cộc. Cắt đi. Sao cái mặt em làm gì không có cảm xúc gì chứ vậy? Trời, em biết không, ngày hôm nay đó nghe, anh thấy Ngọc Lan nghe mặc cái bộ đồ này rất là đẹp. Phải nè. Tại sao cái mặt em kỳ quá vậy? Hay là em không hứa anh? Em đang thể hiện nội dung của một bài hát. Thì bài hát gì? Không cảm xúc. Tại vì hôm nay chúng ta sẽ đến gõ cửa thăm nhà của ca sĩ thể hiện bài hát đó, Hồ Quang Hiếu. Đúng. Ngọc Lan rất là nhiều cảm xúc. Và cái cảm xúc của Ngọc Lan đó là không có cảm xúc. Thôi mệt quá, thôi đi. Đi lại nhà Hồ Quang Hiếu liền. Nè, cười lên coi. Trời, sao giữ tâm lý lâu quá vậy? Cười rồi. Nói nghe nè, mặc dù là Hiếu là nổi tiếng với bài Không Cảm Xúc, nhưng mà em đó giờ em đâu có hát bài đó đâu. Mà cái mặt em không cảm xúc, nhìn cái mặt em nó kỳ dữ lắm. Anh bình thường lại được chưa? Rồi, bây giờ tới anh Không Cảm Xúc. Thôi đi vô gõ cửa đi, ông ơi, nắng chết luôn. Dạ. Dính dắt. Chào Hiếu. À. Dạ, chào cô, chào cô, chào cô. Hai anh em tụi em đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đó. À, hôm nay thì không biết là Hiếu có thể cho anh với Ngọc Lan và xin phép cô có thể cho con vào nhà để mà con được trò chuyện với Hiếu như là trò chuyện với cô được không ạ? Dạ không được, dạ không được. Không được hả? Ở em nói giỡn. Thôi vô nhà nha. Dạ. Dạ. Đi. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai đang đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, tựa bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha. Thật quá khó để quên được em sao? Như vậy á, mày không phải là Hiếu Bến Tàu tao đã từng biết. Danh vọng, địa vị, tiền tài đối với tao không còn quan trọng nữa. Khi mà mày đứng lên đỉnh cao của danh vọng thì mày sẽ hiểu thôi. Lúc đó mày sẽ rất là cô đơn. Kính thưa quý vị, nói là rất là nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ tuổi hay comment về cho chương trình, cũng như là gửi những cái thông tin về chương trình và yêu cầu anh em chúng tôi, đó là Ngọc Lan và Quốc Thượng, đến thăm nhà của một chàng ca sĩ mà các bạn khán giả trẻ rất là yêu mến, đó chính là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Và ngày hôm nay anh em chúng tôi đã gõ cửa đúng nhà rồi, và đây chính là anh Hồ Quang Hiếu, và kế bên là Hồ Quang Mẹ. Dạ, chào cô. Xin lỗi cô, con nói đùa vui vậy đúng không cô? Được. À, Hiếu ơi Hiếu, rất là nhiều khán giả muốn biết á, là cái cuộc sống hiện tại của Hiếu như thế nào. Dạo gần đây rất là ít thấy Hiếu ra mắt những cái sản phẩm ca nhạc mới. Tại sao vậy? Cuộc sống của em bình thường thôi. Em cũng có ra sản phẩm mà, nhưng mà ít hơn thôi. Ít hơn. Hồi lúc trước hay ra bài rồi thì mọi người nghe nhiều, giờ nghe ít chút. Tại sao vậy Hiếu? Chắc là hát dở hơn hoặc là gì đó. Khiêm tốn đó. Trong cái thời gian tới đó, là Hiếu có cái dự định gì để mà khán giả người ta nghe, người ta nắm bắt và người ta chờ đợi được không? Thời gian tới thì em định làm một cái bộ phim dài tập, khoảng 30-40 tập gì đó. Em muốn thử nghiệm cái vai trò diễn viên một chút. Nhiều khi mình làm những cái MV thì nó bình thường quá, tại vì MV ca nhạc thì nó đóng rất là ít. Nên là
Em muốn kết hợp giữa cái âm nhạc và cái diễn xuất của mình để cho mình mới hơn một chút. Như vậy là những fan hâm mộ Hồ Văn Hiếu, chúng ta hãy chờ đợi một sản phẩm mà trong đó Hiếu sẽ làm một diễn viên chính nha. Sao tác phẩm Hiếu ảnh đúng không? Hiếu Bến Tàu. Không, The Web Drama. Web Drama. Em muốn hỏi anh Hiếu là bữa nay anh Hiếu có cảm xúc lại chưa? Chắc là chừng nào phải có một cái bài hát có cảm xúc mới được. Tự nhiên nhiều khi mình đi hát, anh có một cái bài hát nổi tiếng nó sẽ vận vô cái cuộc đời của mình. Nó giống như là cái bài em có cái bài không cảm xúc đó. Thì mọi người giờ ra đường gặp em nào cũng kêu là không có cảm xúc. Nhưng mà anh buồn hay anh vui vì cái điều đó? Cũng buồn buồn vui vui, 50-50. Nhưng mà ở ngoài đời thì em như thế nào? Em ngoài đời thì em bình thường, cái tính của em á, ít nói với lại là ít thể hiện. Em thì cũng đã từng làm việc với anh Hiếu, cũng qua em vài cái game show. Tức là ảnh hiền lắm, ai nói gì nói à, ai ghẹo gì ghẹo. Cũng chẳng có giải thích, chẳng có thanh minh là tôi nhiều cảm xúc lắm đó, mọi người đừng chọc tôi nữa. Anh cũng không có, chẳng buồn để mà phải giải thích luôn á. Đúng vậy. Mà em nghĩ cái tính cách là gọi là ít nói và hiền lành của anh chắc là được thừa hưởng từ mẹ. Tại vì em thấy mẹ cũng rất là ít nói luôn á. Mẹ cũng nói nhiều à, chứ không có nói ít đâu. Quan trọng là ra trúng đài. À, dạ. Em muốn nói nhiều chứ không nói. Bây giờ anh hỏi xíu, thường là mẹ đó, coi như là mẹ sôi nổi là với đề tài gì? Mẹ chắc kéo xì lát quá. Gia đình mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh là bao lâu rồi cô? Cô vào 2013. Dạ. Yeah. Là cô mới vào với Hiểu thôi, trước là cô ở ngoài Buôn Mê. Hiểu vào trước cô 5 năm. Dạ. Yeah. Đi lập nghiệp trong này, có mình cô vô đây với đứa em thôi, còn gia đình ở ngoài đó. Thế thì bây giờ mình tách đi ha. Tại vì em có rất là nhiều cái điều muốn hỏi anh Hiếu. Cái vàng trẻ nó đi với trẻ. Đúng. Còn rồi, cái vàng nó hơi luống thì sẽ ngồi với nhau. Thấy không? Con chào cô Vui. Dạ. Con muốn biết là ngoài Hiếu ra thì cô còn mấy người con nữa không? Cô là tất cả là 8. Hiếu là thứ 6. Là cô 7 gái 1 trai. Cả gia đình là con gái hết, chỉ có duy nhất một mình anh Hồ Văn Hiếu là con trai thôi. Dạ. Chắc có lẽ là Hiếu là trong nhà là được cưng nhất hả cô? Dạ, mình con trai thì nói chung là cưng á. Từ nhỏ đó cho đến lớn, là trước khi nổi tiếng đó, thì ở trong nhà Hiếu là người như thế nào cô? Hiếu hồi nhỏ thì nó cũng nghịch ngợm. Nói chung là nó cũng tỉnh, nó cũng hiền, nhưng mà nó tụ tập bạn bè. Rồi nhiều lúc là nó đi chơi nó hư hỏng, nhiều lúc lo lắng. Dạ. Đêm hôm ngủ cũng được, suy nghĩ. Nói chung có mình nó nhiều lúc cô phải suy nghĩ nhiều. Khi mà được đi học rồi là vô cái trường quân đội là cô yên tâm. Nhưng mà ở nhà thì chú có khó không cô? Chú thì chú đi lúc Hiệu con 13 tuổi, chú có gia đình riêng, thì có mình cô thôi. Nhưng mà chú thì có thường xuyên qua lại thăm nom vậy? Không, chú đi là chú đi luôn á. Nhưng mà trước đó là... Không qua lại gì hết. Nói chung là không có dịnh liệu gì vợ con hết á. Giờ chú mất rồi. Chú mới mất năm này năm thứ hai rồi. Một mình cô nuôi dạy 8 đứa con như vậy mà không có ba, cô cảm thấy như thế nào về cái cuộc đời của mình? Cô cũng khổ, nhiều lúc đêm cũng ngủ nhưng mà không yên giấc, cứ sáng cứ người ngủ tại ngày mai thì nghỉ ăn bữa nay lo ngày mai. Thì cô cũng vì con đó, nói chung là cũng có cái niềm vui, niềm an ủi đó, rồi mình cũng làm, mình có cái lực á. Rồi mình cũng qua thôi. Cô có nghĩ rằng là sở dĩ mà Hiếu hiếu động, Hiếu có những cái gọi là ăn chơi từ nhỏ là do một phần là do Hiếu thiếu cái sự gọi là đồng hành của ba từ rất nhỏ không cô? Theo như cô nghĩ là cũng không nghĩ về ba đâu. Tại vì nói chung là con cái nó sống về cô nhiều. Thành ra thí dụ như ba cô đi nó cũng hụt hẫng. Thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Lan đang bắt cóc anh Hồ Văn Hiếu và cũng như là trên tay Ngọc Lan đang giữ một cái gọi là kỷ vật. Một cái rất là... Lan nghĩ là tất cả các fan hâm mộ của anh Hồ Văn Hiếu rất là tò mò. Và nếu như nhìn thấy thì sẽ rất là mê đắm mê đuối đây. Tại vì Lan cũng rất là mê. Đây là một cái cuốn album ghi lại những cái khoảnh khắc thời niên thiếu của anh Văn Hiếu nè. Để em coi anh là người ở đâu ta? Đen nhất á. Anh là đen nhất là bên đây đó hả? Ủa sao cái hình anh lạ quắc vậy? Hồi xưa đen lắm, nên là ở nhà đặt tên là cu đen. À, giờ trắng là kêu cu trắng hả? Không, vẫn cu đen như thường. Em nhìn những cái hình của anh như thế này nè, em đoán chắc là đây là cũng là một cậu thanh niên rất là quậy đúng không? Cũng có thời gian mình nghịch quậy phá nhiều. Tại vì hồi nhỏ thì nhà mình trong cái môi trường nó ở hơi bị phức tạp, đó là gần bến xe với gần chợ rồi đó, thì nó sẽ rất là phức tạp. Và
Lúc đó mẹ mình lo cho con cái nhiều, phải nuôi 7-80 con nên không có thời gian mà dạy dỗ. Với lại bố mẹ mình ly dị nữa. Tới cái tuổi bắt đầu lên cái tuổi thiếu niên nữa, phát triển một tí thì mình bắt đầu mình tụ tập bạn bè, mình nghịch rất là nhiều. Mình nghĩ trong, lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu á, mình thù hận gia đình. Mình kêu là bố mẹ ra sinh mình ra như vậy rồi không có lo lắng gì cho mình rồi, ly dị rồi vậy á, mình cảm thấy buồn. Nhưng mà sau này khi mà mình có một dịp mình đi thăm những bạn trẻ chất độc màu da cam á, thì mình thấy các bạn như vậy mà mình từ đó mình thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Mình nghĩ là mình được sinh ra trong cuộc đời này là may mắn rồi. Mình không có được phép phải hận thù ai hết cả. Mình được tay chân lành lặn, được tất cả mọi thứ. Đó là một niềm hạnh phúc rồi. Và mình phải cố gắng sống cho chính mình nhiều hơn. Anh chỉ nhìn thấy những cái bạn trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam mà anh thay đổi bản thân của mình, hay là anh nhìn lại những cái khoảnh khắc mà mẹ anh buồn vì anh? Có bao giờ nó cũng cộng hưởng lại. Hồi học cấp 3 đó, thấy mọi người đi xe máy á, thì mình xin mẹ tiền để mua xe máy mà mẹ không cho. Không cho nên mình giận, mình đi bụi đời. Đi vô tiếp trong rừng ở một tháng mà mẹ không biết tìm ở đâu. Lúc mà mình về thì mẹ khóc quá trời. Lúc đó mình cũng hơi thay đổi. Rồi sau này khi mà mình ra học trường ngoài Hà Nội cũng vậy. Mình cũng bỏ đi, mình không có học. Mình bỏ đi cũng khoảng 1 tháng ở ngoài trường, ở ngoài Hà Nội. Phải kêu mẹ từ ra ngoài, từ Đắk Lắk nè, đi ra ngoài tới Hà Nội để học phụ huynh đó. Thì mẹ cũng khóc rất là nhiều. Mấy lần đó thì mình bắt đầu mình thay đổi hơn. Cái giai đoạn mà Hiếu mới vào trong đây là đam mê nghệ thuật, cho nên là làm rất là nhiều công việc, từ những việc phục vụ, tiếp thị, bồi bàn, nói chung làm tất cả mọi thứ. Thì mà giấu cô. Nhưng mà khi cô biết cái việc con mình làm những cái công việc như vậy thì cô cảm thấy như thế nào? Nhiều lúc cô vẫn biết là Hiếu nó giấu cô, như cô thấm nọ. Thì cô vô, nhưng mà cô thấy thí dụ như một cái bếp ga, một mấy cái tô, mấy gói mì tôm. Những ngày nào có tiền thì ăn cơm, mà không có tiền thì ăn mì tôm. Cô đau lòng lắm. Nhưng mà khi cô thăm rồi cô về thì Hiếu nó giấu hết. Nó nói, má ơi bữa nay con lãnh lương rồi, má có đi mua gì không? Đi mua đi, con mới lãnh lương. Thế cô mới nói là thôi má không có mua hết, má nhiều đồ lắm mà không có mua. Còn tôi đi lập nghiệp có mình, nhiều lúc thuê nhà tiền cũng có, cứ ở cái nhà mà nước nó ngập lên đó. Bình thường thuê nhà nhiều tiền thì không có tiền. Là cô cứ vô vậy là cứ bữa cứ vài tháng là chuyển một chỗ, cứ vài tháng chuyển chỗ, địa điểm á, đi làm cho nó gần. Thấy sợ lắm. Nhiều lúc cô vô có về cả là cô khóc từ Sài Gòn rồi về tới Đắk Lắk luôn. Ngay lúc đó cô thấy con mình kham khổ quá, vất vả quá. Cô có bao giờ cô kêu Hiếu bỏ Sài Gòn để về Buôn Ma Thuột? Nói chung là cô có ý định là Hiếu ở Buôn Ma Thuột. Tại vì trước kia cô cho đi học ở trường quân đội á, thì cũng có ý định là về để làm thầy ở ngoài đó. Xin cô là học 7 năm để về làm ở Đắk Lắk, để gần mẹ gần con đó. Nhưng mà Hiếu là học có 3 năm xong là được dạy xong là Hiếu bỏ trốn cô đi vô Sài Gòn này luôn. Trốn cô vậy cô có giận Hiếu không? Buồn lắm chứ, cô buồn lắm, cô năn nỉ. Cô khóc, cô năn nỉ, cô khóc, cô nói thôi con phải ráng học để sau này cho nó thành công để con làm thầy, chứ giờ con đi vô trong đó. À, Hiếu trộn đi dậu cô, bàn nó mét với cô rồi cô mới biết. Cô rất muốn biết là cái cảm xúc của cô về Hồ Quảng Hiếu nó như thế nào? Hiếu với cô Nguyễn ít nói chuyện lắm, thỉnh thoảng đó, lâu lâu có cần gì mới nói. Cô Nguyễn ít nào tâm sự mẹ con, nhưng mà Hiếu quan tâm cô lắm. Hiếu thì nó quan tâm, nhưng mà nó ít nói thôi, chứ nó thì lúc nào nó cũng thương mẹ. Thí dụ như là cái năm cách đây 4 năm là cô bị tai biển, thấy Hiếu lo. Cô bị tai biển nặng có 5 chỗ mấy tháng ấy chứ. Nhưng mà thấy nó cũng lo cho cô. Thì cô biết là khi đó khi mình đau bệnh mình mới biết là con mình nó thương hay không. Là mình bây giờ mình mới thấy được là nó cái lúc mình đau bệnh quan tâm nó. Tội nó không nói ra nhưng mà nó quan tâm tới cô. Thật ra đàn ông thì là 10 người thì hết 8-9 người là che giấu cái cảm xúc. Đúng rồi. Đàn ông vốn dĩ là thế. Cô là giờ là cháu ngoại là nhiều đúng không? Cháu ngoại là 11 đứa. Đó, lên bà cố chưa? Bà cố rồi. Có một cháu. Chị mà cháu nội vẫn chưa có. Chưa đó. Có. Nhưng mà cho em hỏi là khi anh vào nghề rồi, anh bắt đầu anh chạm đến cái ngưỡng cửa của cái sự thành công rồi á, thì bắt đầu anh sẽ có những cái sự thay đổi về thời gian của mình, thời gian sinh hoạt của mình, thậm chí là thay đổi cả tính cách. Vậy thì gia đình anh á, lúc đó là nhìn nhận cái sự thay đổi đó của anh nó như thế nào? Chắc là gia đình cũng chưa có nhìn nhận nhiều đâu. Tại vì lúc mà mình lên đây ấy, thì mình chỉ là một người tự lập thôi. Thì ở nhà thì không có biết gì nhiều. Mình thì không muốn nhà lo nhiều.
nhiều khi đi vô Sài Gòn mình ở một cái chỗ nhà thuê nhỏ xíu thôi, nhưng mà cũng không dám đưa người nhà vô nữa. Mỗi lần nhà vô thăm là mình phải nói bận hoặc là cái gì đó, tại vì mình sợ khi mà nhà vô thăm mình nhiều rồi á thì sẽ lo cho mình và không có muốn mình ở ngoài đây nữa. Chúng có mấy lần chị mình ra ở chung với mình á, đi công tác ra thăm rồi lúc nào về cũng nói với mẹ mình hết. Cơ thằng Hiếu thấy nó cực quá, không biết đi theo làm ca sĩ làm gì mà thấy khổ quá, ở gì đâu mà chỗ ở thở không nổi luôn. Anh, mẹ nuôi anh, mẹ nuôi là 8 anh chị em hả? Dạ đúng rồi. 8 anh chị em mà có mình anh là con trai hả? Đúng rồi. Đúng không? Có mình anh là con trai nên chắc là mẹ sẽ rất là cưng. Vậy thì có cái điều gì mà anh gọi là anh chưa làm được cho mẹ không? Có những điều chưa làm được. Có cái điều gì? Có một điều. Cái gì? Nghĩ đó là mẹ thì thích cháu nhưng mà mình chưa có cháu cho mẹ. Rồi anh có tính khi nào anh làm điều đó cho mẹ không? Có chứ. Mình mong là trong năm nay hoặc là năm tới gì đó mình cố gắng kiếm. Anh Hiếu nói là trong năm nay là anh sẽ cố gắng anh thực hiện cái điều mà mẹ rất là mong muốn, đó là có cháu. Vậy là đang nghĩ chắc là anh Quang Hiếu là đã có ý trung nhân rồi, có chưa? Thì cũng có rồi. Có rồi nha quý vị. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi chợ đi. Anh chưa có nấu cơm cho mẹ ăn bao giờ đúng không? Không, chưa. Vậy thì hai anh em mình sẽ đi chợ nấu cơm, nấu cho mẹ một cái bữa ăn. Em hy vọng là cái bữa cơm này sẽ làm cho mẹ nhìn nhận về cái người con mà mẹ rất là thương yêu, mà ở anh một cái sự trưởng thành nhiều hơn nữa. Ok. Dạ. Bình thường ở nhà ai là người nấu ăn? Anh bút rác về ăn không ạ? Anh bút rác. Anh có biết là mẹ thích ăn món gì không? Mẹ anh chắc ăn món Huế rồi không à? Mua rau muống về xào. Cái này là em thích ăn rau muống nên em yêu cầu mua rau muống nha. Đậu rồng thường nấu với gì ta? Đậu rồng em ăn sống. Ăn sống không? Chấm với chao hả? Chấm gì cũng được, chấm chao, chấm... Nhiêu tiền hả cô? Tiền hả? Dạ chị. Bye bye chị nha. Em chào chị. Bây giờ em nghĩ là anh có nghĩ là hôm nay nhân một cái dịp nó khá là đặc biệt như vậy thì anh có muốn tặng cái gì cho mẹ không? Hồi xưa giờ anh có hay thể hiện tình cảm với mẹ không? Anh thì ít khi thể hiện tình cảm á. Hồi xưa thì thấy mẹ hay thích kiểu đi may đồ á, ví dụ như lễ lộc là hay may áo bà ba rồi áo dài đồ, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc may thì sợ không kịp. Dạ. Đó. Riêng về cái phần mà tặng quà cho mẹ, thể hiện cái tình cảm cho mẹ thì em sẽ để cho anh tự làm, em sẽ không tham gia vào trong câu chuyện này. Ok. Ha. Rồi. Anh không có qua món ăn đâu. Em cũng không có qua món ăn tại vì em đi chợ mà. Em biết anh qua cái gì không? Em qua hai nhân vật này. Đúng, anh qua cũng vậy luôn. Cô ơi, cho con hỏi hai bạn này là ai vậy cô? Cái này là con gái cô. Dạ. Còn này là cháu. Thật ra là cô không cần nói, anh cũng đoán được đây là chị gái của Hiếu. Em gái. Anh nói vậy em không ăn cơm đâu. Em gái em là hay chạy xe á, chở em đi giùm. Em không biết chạy xe. Ủa, em không biết lái xe Hiếu? Dạ, học mấy lần rồi nhưng mà không có chạy được anh. Mỗi lần mà anh Hiếu làm cho em giận em bỏ xe luôn. Em đi taxi về là anh Hiếu đâu làm gì được, đâu lái xe được. Cũng muốn lắm nhưng mà không dám, tại làm em mất một công về sợ bị đánh. Cho nên không dám. Ở đây chắc là anh rể. Không, em rể. Không, em kết nghĩa anh, tại vì là lần đầu tiên khi mà em vô Sài Gòn á thì em gặp bạn này cũng kề cận với em. Trước là làm mười hai năm rồi chứ. Thôi bây giờ thì anh sẽ không đoán nữa, tại vì anh đoán nãy giờ nó trớt quớt không ạ. 12 năm đi theo anh Hiếu, tức là chứng kiến hết tất cả những cái sự khó khăn ngay từ thời điểm đầu. Vậy thì cái điều gì mà giữ chân bạn cho đến ngày hôm nay? Cái tính của anh Hiếu, anh ít nói lắm, nhưng mà những cái hướng dẫn, những cái chỉ dẫn của anh á là anh hành động hoặc là anh nói đúng lần đó thôi. Thì em cũng trưởng thành từ cái việc đó. Những cái lần mà đi chung xô á, rồi anh Hiếu tạo điều kiện cho khởi nghiệp cũng thất bại luôn. Cũng không có nói nhiều như mấy người khác đâu, không có động viên, không có này kia, chỉ nói là thua thôi. Những lần mà buồn á, cứ qua nhà chơi thì chỉ có nói chuyện với ảnh được thôi. Hai anh em cứ rú rú phòng ngồi nói chuyện cả mấy tiếng hồ luôn. Hai em chơi thân với nhau nhìn vô ai cũng tưởng hai đứa bồ nhau không à? Ai bị người ta nói về điều đó chưa? Bị nói hoài. Cún nè, anh hỏi nè, ví dụ như một người anh của mình quá nổi tiếng như vậy rồi tới bây giờ vẫn trong tình trạng độc thân, có bây giờ em nghi ngờ gì giới tính anh không? Dạ, đôi lúc cũng nghi nghi, nhưng mà anh Hiếu thì chắc là không bị nghi chứ, tại vì nghi ảnh không, nghi không hơi nghi.
Ô, cô, trời ơi, cái này có hỏi cô nè. Cô có bị nghe nhiều lời thị phi là anh Hiếu là người thuộc về giới tính thứ ba không cô? Trước kia cô ở ngoài quê á, xong cùng nghe đồn là coi chừng thằng đó nó bê đê gì đó. Sao sao luôn? Thì cô lo, cô sợ, cô hỏi. Nó la hỏi sao luôn, cô hỏi sao cô? Cô hỏi như vậy vậy xong nó nói chơi mắt nghỉ sao vậy, la mã. Sau này cô vô cô ở thì cô tin. Dạ. Cùng nghe, ngồi ở ngoài quê thì nó đồn thôi, nó đồn ở trong này đồn về. Thì mình ở đã vậy còn thấy ông này cứ kè kè đi cái bên nữa chứ. Thì đó, mình ở ngoài đó mình đâu có biết gì đâu, cùng nghe cùng sợ. Giờ anh nói thiệt đi anh sao? Đó, mình nói anh bình thường. Tức là giới tính bình thường. Dạ, đôi khi mình trải qua nó nhiều cuộc tình á, rồi nhiều cái biến cố trong tình cảm nên là mình không có mở lòng nhiều, mình thu hẹp lại và mình cũng lười á anh. Anh thắc mắc nha, cái món ở đây là món nào Hiếu làm? Dạ em luộc rau với luộc kia thôi. Kho cá, hai cái luộc. Không kho cá thì gấp để quay hình cho đẹp thôi. Dạ em không có nấu cá. Còn mấy cái này là ai làm anh? Không lẽ anh mua về hả? Đi mua. Dạ. Bé nó thật thà dữ lắm. Mình đừng hỏi nữa, mình cho mình mời cô ăn đi chứ em thấy cô đã bộ. Mời. Cô ơi, mỗi lần mà cô ăn cơm với gia đình á, cô thấy như thế nào? Vui. Lâu lâu mới được ăn cơm gia đình. Cái bữa nào cũng phải gọi cứ hết đứa này ra, tới đứa kia ra, rồi về thăm cô rồi về. Cô có đứa con trai một hả? Một đứa con trai. Mà cái anh này thì lại là cái người mà ít biểu hiện cảm xúc. Đó là thương cũng không có nói, để trong bụng không mà. Vậy cô có buồn không cô? Nhiều không, khi... không buồn, biết đựng mà. Ví dụ như thương mẹ nhưng mà đè bụng thôi, không có thể hiện nhưng mà cô hiểu. Nói chung mình đè con mình biết từ tính bụng. Tính. Dạ. Ở nhà thì là bạn nào lại làm hay nói chuyện với mẹ nhiều nhất? Hay chia sẻ với mẹ nhiều nhất và hay ôm mẹ nhiều nhất? Làm mấy chuyện ở quê thôi, ở quê hết rồi, ở đây. Cún thì sao? Suốt ngày cùng nói chuyện biết ha, gần hai mẹ con gần. Hai mẹ con ở chung à? Ví dụ như mà anh Hiếu im quá thì lâu lâu mẹ em nói xấu anh Hiếu một chút thôi. Dạ. Mỗi lần cô buồn Hiếu thì cô như thế nào? Cô thí dụ như cô buồn gì thì cô dồn mấy chuyện cô mới nói. Cô nhắc nhở vậy thôi chứ cô cũng không có nói nặng. Dạ. Chỉ lâu lâu rồi những cái gì mà sai hoặc là không vừa ý thì cô nhắc. Nhiều khi em nhìn mẹ đó, em có biết mẹ đang nghĩ gì không? Dạ em cũng biết sơ sơ chứ, ví dụ như biết cần gì hoặc cái gì đó. Điều mẹ thích là sức khỏe của mẹ lúc nào cũng tốt. Thích con cái, tất cả mọi người ai cũng đều hạnh phúc. Cái thứ ba là muốn em yên bề gia thất. Anh hỏi điều đó để cho mẹ em sướng một chút. Đấy có nghĩa là có thể là mẹ em nhiều khi lại nghĩ là Hiếu nó sẽ vô tư. Vô tư mà nó có chút xíu vô tâm. Là đi làm khi là ít có quan tâm mẹ. Nhưng khi em nói được điều đó ra, tức nghĩa là em không phải là đứa không có cảm xúc đâu. Em là đứa rất là tình cảm. Không, ví dụ như em á là tại vì em không có thể hiện những cái nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là hay tặng cho mẹ những cái món quà nhỏ hoặc là may quần áo hoặc là cái gì đó thì ít khi nào lắm. Nhưng mà mình chỉ thích quan tâm những cái chuyện mà lớn hơn xíu. Từ nhỏ em được mẹ thương yêu, cuộc sống nó không quá khổ. Nhưng đến khi đến cái tuổi mà bắt đầu va chạm vào cuộc sống, cái tuổi bắt đầu đi làm thì em lại rất là cực và khó khăn. Đi làm đủ thứ nghề hết. Rồi sau này em lại nổi tiếng, tức là tất cả mọi thứ hỉ nộ ái ố em đã nhận hết rồi. Vậy thì bây giờ cái điều gì mà em cảm thấy rằng là em vẫn còn chưa làm được, và chưa làm được cho bản thân và chưa làm được cho gia đình? Em có ước mơ là mình muốn được là cái người Việt Nam đầu tiên á, được đi vòng quanh thế giới. Thì hiện tại trong những năm vừa qua thì em đã được thực hiện nó cũng gần đủ rồi. Em đi cũng được 160 nước rồi. Đó. Thì trong thời gian sắp tới, những cái hoài bão sắp tới tuổi trẻ thì mình đã làm được rồi. Mình mong muốn là mình sẽ bước qua một cái trang khác hơn. Có một trang về gia đình, một trang về mái ấm, một trang về có những đứa con rồi vợ rồi chẳng hạn. Nhà này bự mà nhiều con chắc được. Em có biết em nói được những điều đó ra thì cái người hạnh phúc nhất đó là ai không? Mẹ em. Đúng không? Dạ. Mẹ hối em suốt, biết bao nhiêu năm trời hối suốt. Mỗi lần em đi xuống cầu thang là cứ nói hoài, mà hồi xưa em bị mệt luôn á. Lúc hồi xưa lúc em vừa đi xuống đây ấy, tao thấy mày kiếm ra tiền làm gì, sống để làm gì, không có vợ con mà sống để làm gì. Rồi lui xuống cái tao không biết mày có bị gì không mà thấy. Không lấy quen ai vậy đó.
cứ bị hoài bị hoài. Còn mỗi lần gì em phản ứng sao Hiếu? Mới đầu em cũng khó chịu thì cũng biết mẹ, nhưng mà hai cái thế hệ khác nhau hoàn toàn, nên là em cũng có ngồi nói chuyện kêu thật sự thì hồi xưa ví dụ như má yêu nó khác, còn con bây giờ thì nó khác, con cần cảm xúc, con quan trọng là con muốn là cái người sau này đến với mình thì nó yêu thương trọn vẹn thì cả hai sẽ hạnh phúc hơn. Bây giờ ví dụ như con có thể chiều má đi, con có thể lấy vợ, nhưng mà nếu mà gặp không đúng người, nhiều khi ly dị hoặc là mình chia tay hoặc cái gì đó thì nó cũng mệt hơn nữa, nó càng rắc rối hơn nữa. Nên là thôi để chờ cái cảm xúc của mình có, hoặc là có duyên với nhau thì mình sẽ đến thôi. Em nói tới đây thì anh nghĩ là em không nên giấu nữa. Là anh rất muốn biết là bây giờ là em đã có ý trung nhân chưa? Em hỏi rồi. Bây giờ tôi hỏi lại. Mà em trả lời cho anh nghe. Ảnh rất là ngộ. Ảnh nói với em là anh có rồi. Xong cái nãy quay xong cái em hỏi, ủa anh, vậy rốt cuộc là anh quen ai vậy? Hồi nãy em trả lời đại đó. Cho em đừng hỏi nữa. Cho em đừng hỏi nữa. Tại vì cái câu này nó thông dụng, em bị nghe hỏi hoài á. Tại vì mỗi lần đợt Tết rồi đi đâu ai cũng hỏi. Nên là em nói đại là em có rồi thì người ta khỏi, người ta ít hỏi hơn. Thôi bây giờ anh thì em nói luôn là em chưa có. Chưa có. Như vậy tức là các bạn gái, các bạn đó, các bạn mà coi như là các bạn yêu mến anh Hồ Quang Hiếu thì các bạn rất rất là có nhiều cái cơ hội. Anh sẽ hy vọng nha. Dạ, anh sẽ hy vọng sau chương trình này là thật nhanh dạ. Hồ Quang Hiếu sẽ báo tin vui. Tất cả các bậc cha mẹ nào cũng mong muốn là mình phải có cháu nội, cháu ngoại, nói chung cháu nào cũng thương hết. Dạ. Và cái thứ hai nữa anh nói em lại là cái người mà sống thiên về nội tâm. Ít có biểu lộ, ít có chia sẻ. Trước giờ có ôm mẹ vào lòng hay không? Trước giờ có nắm tay mẹ hay không? Hay là trước giờ có hôn má mẹ mình hay không? Dạ. Thật sự cái điều đó là những người đàn ông ít lắm, ít bao giờ thổ lộ lắm. Nhưng thể hiện được cái gì với mẹ, với má thì nên bộc lộ ra. Dạ. Tại vì quay qua quay lại nhiều khi chúng ta lại muốn nói mà không kịp. Dạ. Chắc cho em xin phép ra ngoài chút. Dạ má, con tặng cho má cái bó bông này. Thì con trước giờ không có tặng gì cho má nhiều. Nói chung là qua cái bó hoa này thì con chúc má luôn có một sức khỏe thật là tốt, luôn luôn yêu đời. Rồi nói chung má, nếu mà trước giờ con có làm gì sai thì má bỏ qua cho con và luôn luôn yêu thương con. Con là mong là trong những năm tới những cái điều mà má muốn thì con sẽ thực hiện được. Thôi chúc con sức khỏe, cố gắng công việc, tương lai sau này. Rồi. Trước giờ em thương mẹ nhưng mà không có thể hiện. Đúng ra đó là anh sẽ hỏi về cái cảm xúc của cô khi mà cô được nhận một cái tình cảm của Hồ Quang Hiếu trong một cái ngày đặc biệt như hôm nay. Nhưng mà dĩ nhiên con hỏi thì chắc chắn cô sẽ nói cô vui đó, cô hạnh phúc đó. Thế nhưng là anh đã chuẩn bị trước rồi. Anh đã chuẩn bị trước cái tình cảm của cô và suy nghĩ gì về con trai của mình, và có những điều cô muốn nói với Hiếu. Đây, tình cảm nó nằm trong đây. Thật sự anh Thuận cũng không biết trong đây là cái gì. Thì anh nghĩ là Hiếu, dạ, mở ra xem đi. Má mong muốn con là con trai của má, mong con có sức khỏe và mong con kiếm được người vợ để sinh cháu, cố gắng làm ăn để có tương lai sau này, để má khỏi lo nữa nghe con. Má vui. Dạ, thì điều đó là điều em nghĩ em sẽ thực hiện được, đơn giản thôi. Nói một hai người thì có thể không tin, nhưng mà nói này là nói trước hàng vạn khán giả thì chắc chắn là Hiếu phải suy nghĩ dữ lắm khi mà nói được cái điều đó. Thì năm sau em sẽ lục cái clip lại em coi, nếu chưa được mình quay thêm số tiếp nữa. Cô anh thấy cái không khí như thế nào? Dạ, em thấy không khí hôm nay rất là vui, hạnh phúc. Bình thường thì em thấy anh Hiếu là cũng ít nói, nhưng mà qua chương trình này thấy anh Hiếu bộc lộ vậy em cũng vui lắm. Tại vì mẹ với con
tình cảm với nhau bộc lộ. Mỗi một cái chương trình thì hai anh em của anh đều được nghe những câu chuyện, và mỗi câu chuyện nó đều khác nhau hết á. Mỗi một cái bữa ăn như vậy là hai anh em anh lại học được rất nhiều bài học, mà ở đây nó là những cái bài học nó có giá trị trong cuộc sống á. Chính những nhân vật trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà là giúp cho chúng tôi là có được một sự hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay anh cũng mong rằng Hiếu cũng vậy, thấy mình thiếu gì bù đắp vô, thấy mình thừa gì thì bớt lại. Anh chúc cho Hiếu sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm thật hay mang đến cho khán giả. Anh chúc cho cô vui sẽ vui hơn mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày sẽ có nhiều cái niềm vui hơn nữa, và an lạc và hạnh phúc bên con, bên cháu của mình. Thế thôi, hai người bạn cuốn như bạn mạnh như trên. Rồi, một lần nữa em xin được cảm ơn anh với lại cô tham gia chương trình, chia sẻ em rất là nhiều. Và sao ta, em tiếp cái lời chúc của anh Vin, đó là chúc anh và cô á, là anh sẽ thực hiện được cái ý nguyện của cô là sang năm là sẽ có gia đình. Dạ. Yeah. Trước khi anh và Ngọc Lan dưới chương trình chia tay Hồ Văn Hiếu cũng như là gia đình, thì anh có một cái món quà Ngọc Lan không biết đâu, khán giả cũng không biết luôn, đợi xíu nghe. Món quà này hay lắm. Đây, we welcome. Đây chính là nước uống thuần thảo dược, giúp giải độc gan nè, thanh lọc cơ thể, rất là mát, uống vô sẽ rất là ngon nha. Hiếu ơi, em đã trẻ rồi, em uống này vô em còn trẻ hơn nữa. Và hy vọng là với món quà này... Anh uống không? Ủa, anh uống mỗi ngày luôn nè, nhau uống vậy đó mà tóc anh nó xù đột vậy đó nha. Hy vọng là món quà này sẽ là một cái tình cảm gì đó mà của chương trình gửi đến cho gia đình của Hồ Văn Hiếu. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 22:30 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng We Were Cool đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan và ca sĩ Hồ Văn Hiếu xin được chào tạm biệt.